Hello mấy anh em, lại là em đây. Nay hàng về được em 18 đẹp nha anh em, đời 26 Thái, hàng cũng còn khá là ok nha. Anh em mình đang kiếm dòng này, cứ alo số điện thoại cho em nha, 5018. Anh em hơn ngàn giờ, giờ đầu thì lấy nó mới thay giống mới luôn. Giờ này giờ Ấn Độ 88, rồi sao giờ Gin. Xe vẫn còn liền lắm nha anh em, động cơ số Gin. Đây động cơ đời 26 đẹp. Máy móc cũng còn ok lắm, con này thì động cơ số má là còn nguyên bản hết nha anh em, nguyên zin. Đùi em chỉ có phần đùi em thay phớt thôi, còn nhiều động cơ số zin hết, nồi và da chưa cắt luôn nha anh em. Đây phía sau này có dặm sơn phớt nhẹ nhẹ rồi lại. Con này hàng hơn ngàn giờ nha anh em. Thái đời 26. Giá tầm 2.7. Anh em nào có nhu cầu cần hàng này cứ gọi cho em nha. Động cơ 2403 nguyên bản hơn zin. Số má zin. Đầu zin. Chỉ có phần đùi sau là em thay phớt. Đây số zin nha anh em, số zin bơm zin. Năm 18 cabo cũng còn ok, trên đây hơi chạy nhẹ. Đầy đủ ba tạ nha anh em, bô em có sơn nhẹ lại rồi cũng còn được lắm. Đây mâm vỏ sao, hàng cũng còn ok. Con này thì giá cũng trung bình thôi nha anh em, 2.7. Đầu không, chưa tính phụ kiện. Ui miếng đầu đầy đủ hết, anh em nào có lấy phim phụ kiện nó thêm nha. 518 Thái, đời 26, hơn nghìn giờ. Cổ nhà tháng 25.
có nhu cầu thương lượng cứ điện thoại trực tiếp cho em nha, 033 333 1689 hoặc là 036 574 5782 nha. 2018 Thái đời 26 cũng còn khá là chất lượng nha, khoảng 70-75%. Cái điện nẹn quay của nó nha em, điện nẹn có 4 cử này, sớm này thợ nó gắn nhầm cái có 4 cử. Chào anh em nha, anh em cần gì cứ liên hệ cho em nha.